Con quay qua cho các chú coi coi hả? Ồ, nè, trái tay hồng nè. Cái chuẩn bị hai cá kho bự là hồng dưới tép tôm. nó Ồ, nay có tôm rồi. hả? Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang. Và ngày hôm nay á, thì Bùi Hồ cùng với lại Đạt quay trở lại thăm hoàn cảnh của gia đình của anh Thủy. Có ba đứa con sống một cái cảnh gà trống nuôi con. Cô bác quý anh chị cũng đã xem clip đó và đồng cảm về cái hoàn cảnh của ba cha con. Thì cô bác quý anh chị cũng đã hỗ trợ những cái phần trực tiếp cho gia đình của anh Thủy cùng với lại Hưng, các anh em cùng nhau ăn Tết. Thì cũng đã có gửi cho Bùi Hồ nhưng mà vì cái công việc á nên không có thể xuống vào dịp trước Tết được. Và ngày hôm nay á thì những ngày đầu năm mới như thế này á, Bùi Hồ quay trở lại để trao những cái phần hiện kim cho gia đình của anh có một cái cuộc sống xoay sở trong cái thời gian sắp tới. Thì cũng mong là ngày vì lý do là do quá nhiều việc và những ngày cận Tết hôm nay mới trao, thì cũng mong cô bác quý anh chị thông cảm. Và cũng đầu năm mới thì chúc cô bác quý anh chị làm mạnh thường quân cũng như cô bác quý anh chị xem kênh có những cái thắng lợi mới trong cái cuộc sống, và đặc biệt á là năm mới gặp được nhiều điều may mắn. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ và Đặt Đồng Tháp vào trong ha. Bữa nay là ba cha con có mặt ở ở nhà luôn. Chào anh. Chào. Chào em. Cũng quá trời mừng luôn, nếu mà không có ngồi đi. Không có bên em Bùi Hồ rồi thì gia đình năm nay là khổ không biết nói tới làm sao. Nay Hưng vui dữ vậy hả? Bây giờ không giao khóc nữa nha, chúc Tết là mấy cô là không giao khóc nữa nha. Cái này là để cho... năm nay ăn Tết là sao? Rồi bây giờ mấy chú Hồ với chú Đạt là muốn nghe Hưng nói trước nè. Tết nhà con cũng ăn cũng được mạnh thường quân giúp đỡ nhiều, cho nên cũng được khấm khá một xíu. Cũng chỉ nhờ các mạnh thường quân về nhà con mới ăn Tết lớn như vậy. Ăn Tết lớn là sao ba? Thì mua mấy cái đồ kìa. Ăn Tết lớn hơn ngày xưa. Nay vui với anh Thủy? Vui chứ. Có nói chung là cái cuộc sống thấy mấy con thì mình thấy là nó phấn khởi. Thì mình cũng có một cái niềm vui tự hào lên là có những cô anh chị em mạnh thường quân trong và ngoài nước giúp đỡ cho cha con trong một cái dịp Tết nguyên đáng, thì cho nên là mình cũng có cái niềm tin để là mình phấn đấu lên lại. Trước mắt thì bây giờ là chúc các anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước năm mới dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng, hạnh phúc cả năm và sức khỏe dồi dào. Gia đình cũng đại diện cho ba đứa con xin cảm ơn rất nhiều. Đầu năm chú có công việc làm gì chưa? 19 tháng tới mới có vô tháng 2 á. Làm việc gì anh? Cũng đi làm hộ. Bây giờ như thế này nè, em á thì tụi em thì quãng đường rất là xa xôi. Cô chú anh chị muốn gửi một cái phần quà Tết cho anh ăn, gia đình mình ăn trước Tết. Thì do sắp xếp công việc á nó không được, nên hôm nay là ngày đầu xuân như thế này, tụi em muốn ghé lại chỗ hoàn cảnh của anh với lại gia đình của anh như là bé Hưng rồi nè. Thì em lúc đó thì em với Đạt có để cái số điện thoại lên, thì cũng như cô chú anh chị cũng đã xin cái số tài khoản của anh để mà kịp chuyển cho gia đình ăn Tết. Và thậm chí á là có nhiều cô chú á là 30 Tết á đi ra ngoài tiệm điện thoại di động á, gửi luôn, ngân hàng không còn là 29 Tết ngân hàng không còn làm việc, nó phải gửi liền cho bé Hưng, Hào với lại Hân để ăn Tết. Thì trong đó thì em nghe được một cái tin mừng, em điện cho anh vào đó những ngày trước đó, và cả mùng 2 em cũng có điện cho anh. Thì cô chú anh chị hỗ trợ mình nhiều không, và bao nhiêu tiền được hiện nay ha, có thể cho cô chú anh chị biết được không anh? Nếu mà tiền á là các anh chị em trong và ngoài nước là giúp ở mấy ngày Tết á là cũng khoảng được 30 mấy triệu. Thì mình có một cái là 500 có, rồi 1 triệu có, 200 có, của ít lòng nhiều của các nhà mạnh thường quân. Lá lành đùm lá rách, người ta cũng thấy hoàn cảnh của cha con vậy. Thì đó là khoảng 33, 34 triệu. Thì anh trả nợ là, nói chung là mình nói ra thì
Các nhà mạnh thường quân cũng biết rồi, mình mượn trước, ăn trước trả sau. Anh trả khoảng 16, 17 triệu, anh cũng còn được mười mấy triệu. Hiện nay. Thì cho nên là để mười mấy triệu đó, đó là sao cha con mình nó đã sống trong những ngày tới đây. Có mua đồ gì cho các bé không anh? Đồ đứa nào cũng nhiều hết. Nói chung là năm nay thì mình mua cho mỗi một đứa ba bộ. Thằng này thì nó hơn anh rồi. Tại vì nó biết thói đồ ảnh mặc rồi. Đồ này mới mua luôn hay gì hả Hưng? Đồ cũ. Đồ cũ hả con? À, con mấy bộ anh, mấy bộ kể cho các chú, chú Hồ với chú Đạt nghe để mừng nè. Anh Hảo con có ba bộ. Anh Câm cũng ba bộ, con cũng ba bộ. Mỗi bạn ba bộ là tốn của ba hết bao nhiêu tiền? Con không biết. Hết bao nhiêu tiền anh? Tiền của lúc đầu là tiền của em gửi cho á. À. Là tiền của cô gì đó mình, cô ba cô gì đó. Thì là mua hết khoảng gần 3 triệu, 2 triệu mấy. Thằng Công tới 6 bộ là 3 bộ đồ thun, tại nó mặc, nó thích là mặc đồ thun nhiều hơn. Rồi sau dắt qua đi mua thêm 3 bộ đồ là chung với mấy anh em nó. Là mỗi một anh em 3 bộ khoảng 2 triệu ngoài. Có đi đâu chơi không? Có, hôm mới đi ra quảng trường cũng quay cho cái cô ba. Quay cho cô ba coi, cô ba Phần Lan. Không biết, thì cô ba nói đâu cho coi thử coi, cho rồi quay cho mấy cô nói thôi kệ đi, cho mấy đứa cháu chơi mấy bữa Tết. Liên lần đâu ít tiền đâu, Hà Tiễn cũng chết luôn. Ba cho con đi là ít gì cũng phải 600-700 ngàn. Rồi tiền xe hết 200-mấy chục ngàn rồi. Tiền xe taxi á. Rồi ra ngoài cho ăn uống rồi chơi vui, chạy xe đạp điện vòng vòng đó. Thì nói chung năm nay thì trước mắt thì anh cũng có đôi lời gửi đến là em Đạt, em Hồ cũng có cho gia đình mấy con anh và anh cũng có một năm mới. Niềm tự hào nhất là anh xin chân thành cảm ơn Hào với là Bùi Hồ với là Đạt rất nhiều. Sau thì anh cũng có đôi lời cầu chúc cho các mạnh thường quân trong và ngoài nước sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Mà em có nghe nói là mạnh thường quân có hỗ trợ cho bé Hưng có một cái chiếc xe đạp đi học nữa anh? Anh có nói rồi, anh không giờ tỷ em, anh có mua rồi, anh mua chiếc xe đạp cũ rồi về mình sửa lại cho cháu chạy cũng được, chứ mua chiếc mới sợ bị mắc nữa. Chiếc mới mua 1 triệu mấy 2 triệu, còn thà mình mua chiếc xe 500-600 ngàn thì mình được cái đồng tiền nào thì mình đỡ cái đồng tiền đó lại. Hôm nay đi học chưa Hưng? Dạ con muốn đi học hồi 16 xong giờ nghỉ tiếp. Từ ngày đó đến giờ thì con thấy là tấm lòng của cô chú đã ủng hộ cho gia đình của mình đó, thì con vui không? Chắc... Dạ, vui. Vui như thế nào, có thể nói cho cô chú hiểu không? Vui, con vui tại vì cũng được nhiều anh tụi Vương giúp đỡ. Cũng có nhiều độ mà không có giống như năm ngoái thì con có 1-2 bộ à, còn năm nay cũng nhiều hơn. Với cũng có mạnh thường quân hỗ trợ con với xe đạp đi học nữa, con cũng vui. Con cảm ơn mấy mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình con. Năm nay thì gia đình của mình ăn Tết ba nấu cho ăn món gì? Ăn Tết thì hồi giờ thịt kho. Thịt kho. Con nói những năm trước là chỉ có gì? Hộp vịt chiên với lại nước tương. Năm nay được thịt kho, được đi chơi. Là có gì ở ngoại nội gì chơi thôi. Nội ngoại chết hết rồi đâu còn đâu nữa, nội với ngoại. Con có thường đọc những cái bình luận không? Của... cũng có. Cũng có hả? Con thấy như thế nào? Dạ, con thấy cũng có nhiều mạnh thường quân cũng nói cũng khen. Thì mấy anh em con cũng nói thương người nghèo. Con có đọc được một cái bình luận nào mà nó trái chiều không? Dạ có, cũng có. Mà cũng ai con cũng không biết, cũng quên tên. Nó là sao? Con thôi thì ở xã hội mà rất là nhiều người khác nhau, và ai giúp được mình thì mình sẽ mang ơn. Và thật sự là cái cuộc sống túng cùng lắm, thì bé Hưng với lại anh Thủy á,
mới nhờ đến sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân để mà vượt qua những cái lúc khó khăn như thế này. Chứ cuộc sống của ba cha con thì sao được giúp đỡ thì cũng phải cố gắng làm ăn như anh Thủy anh nghe nói hả Đạt ha. Là anh chuẩn bị đi đi làm hồ lại rồi. Hôm nay gia đình mình ăn cơm gì anh Thủy? Cá kho. Đợt dịch này thì nói chung là đây. Đợt dịch nào ở đây đang chuẩn bị ăn cá kho. Rồi với tép tôm. Ồ, nay có tôm rồi. Gần hào thì nói chung là tôm này là hết nhiêu tiền? Tôm này là sáng mua 150.000. Ừ. Có rau luộc nữa đúng không? Rau muống luộc. Rau muống luộc, nước làm canh. Lấy nước làm canh. À, nặng vào miếng chanh ăn ngon đáo để. À, rồi cá kho. Mua cá chê kho. Ừ. Câm thì nó thích cái này nhất. Dạ. À, mỗi một thằng một cái khẩu vị vậy đó. Cái bữa ăn thịnh soạn như thế này là bao lâu thì anh mới cho các bé ăn một lần trước đây á? Trước đây thì cả mười mấy ngày lần, hình như khi nửa tháng chừng. Ừ. Khi nào có tiền thì mua về 1 ký tôm hay là nửa ký gì đó. Mình về mình kho cho con mình nó ăn. Ừ. Còn kho là mua, mà hỏi con đàng hoàng. Ừ, con à, bây giờ mà cha mua cá kho hay gì nó thôi, đừng mua cá kho rồi mua gì chiên cho con ăn cũng được. Thì đa số là anh mua cá muối sả nghệ á, rồi về chiên cho nó ăn. Mừng quá. Ăn hổng ngày có lén lén đi lụm dai nữa không hông? Dạ. Ăn con á. Ba con cấm rồi. Cấm rồi hả? Dạ. Hột dịch này lúc nào đó, hột dịch. À, lúc nào cũng có trong tủ lạnh, nay có sữa nữa kìa. Có mua để sẵn cho mấy em hết. À. Thì Hưng khoái ăn hột vịt lắm hả Hưng? Dạ. Vì sao khoái? Ăn quen hay sao? Dạ cũng ăn quen rồi. Nè thỉnh thoảng nè, anh có tiền thì anh mua một cam nó kiểu này. Này là gì anh? Chà bông hả? Này chà bông nè. Ừ. Ồ, ngon. Ngon. Hả? Ừ. Mày ơi. Biết chỉ anh mình luôn trời. Biết điểm luôn. 1 đến 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ồ. Giỏi quá ta. Cái này có thể gán tập nói là nói không được hả chú? Không được. Không được. Chỉ đếm 1 tới 10 lần nhiêu lần hồi nó đau. À, cứ gắn cũng gắn nó gắn là lại nó đếm. Chắc bữa nay nhìn mấy anh em vui. Ôi Hào hôm nay có gì nghe không, nghe kể chú nghe được không, có tâm sự gì nói. Đi học lại thôi, bốn mươi mấy hả? Dạ 16 ngày hôm qua đi rồi ha. Dạ. Dán cái tóc lên coi, ngày mai mốt đi hớt tóc lại đàng hoàng á nha. Tết là không có đi hớt trễ á, ta ngày đóng cửa. Thấy nhà mình có tiền vui không Hào? Dạ vui. Vui hả? Đi học thì có ba có cho tiền không? Tiền nào cha có mới cho. Hử? Tiền nào cha có tiền cũng mới cho. Ừ, tiền nào cha có tiền mới cho. Và hôm nay là cha có cho tiền không? Có. Thấy cờ hơn anh, cờ hơn em nhiều ạ. À. Nay vui dữ kìa. Cô bác của anh chị nói là bé Hưng có một cái trái tay nhìn rất là đẹp. Rồi con quay qua cho các chú coi coi Hưng. Ồ, nè trái tay hồng nè. Ờ. Trái tay bự hồng. Ồ, bự lắm, giống như Phật Di Lặc vậy đó, một cô bác cũng chị nói vậy đó. Mà trái tay đẹp ghê, mấy anh cũng không có giống như Hưng ha. Hôm nay đi học có chuyện gì kể cho các chú nghe với. Không có chuyện gì. Không có chuyện đi gì. Đi học cũng bình thường. Ừ, bình thường. Con đi học ba cho được nhiêu tiền rồi? Dạ, cũng 15 ngàn. Ví dụ ba cho nhiều nữa lấy không? Đủ ăn thôi ha. Đây anh Thủy mình có làm sổ tiết kiệm gì không anh Thủy? Đây cho các bé. Giờ mình vậy mình đâu có làm cái sổ được, cái sổ gì tiết kiệm. Bây giờ nói chung ra anh thiệt tình để tại sao anh còn dư tiền. Anh sẽ đi chuộc cái cuốn sổ của thằng này nè. Lúc anh khổ á, anh đi cầm 7 triệu á. Sổ gì? Cái sổ mà phụ cấp cho nó hàng tháng á. Của bé Hằng. À, có nghĩa là phụ cấp cho việc mình nuôi. Không phải nó cầm đi có. À, nó khuyết tật á, có tiền nhà nước hỗ trợ. Anh đi cầm. Anh đi cầm lúc khổ thì cha con không biết đường nào để cứu vai thì thôi kệ đành bóp bụng cho người ta. Tháng nhiêu? 700 mấy. Tháng 700 mấy? Cầm 7 triệu mấy năm rồi? Gần 2 năm.
lúc hay mà hai người chết là đem sổ đi cầm. Ôi trời, có cuốn sổ cuối cùng cũng đi cầm luôn. Ôi. Đất cát nhà tôi cũng bán hết luôn. Đất cát còn bán nữa, nói cuốn sổ mà nhầm nhòi gì đâu. Rồi đi cầm. Có khi nào cầm cà vẹt xe đồ hết luôn không? Hết luôn rồi, xe bây giờ là mắc giấy tờ luôn rồi. Trong Kiên Long đó, tới giờ đóng đâu có nổi thì người ta phải lấy, người ta không lấy chiếc xe đỏ của anh đó là đâu có giấy tờ gì đâu. Lấy luôn. Dạ. Không có chứ. Bây giờ xe đó mà công an chặn lấy là rồi là phải như là xong rồi. Bây giờ còn nợ nhiêu anh? Bây giờ anh trả thì nói chung á, thì anh trả lòng vòng cũng muốn hết rồi. Ừ. Thì còn có khoảng 4-5 triệu với tiền nhà trọ thôi chứ anh không còn thiếu gì ai vấn đề ngoài nữa. Chứ lại còn cuốn sổ nữa chi? À, cuốn sổ 7 triệu thì... 7 triệu với 4-5 triệu đó. À. Mình cầm cuốn sổ đó như vậy hàng tháng mình có còn được lãnh tiền không? Không, người ta lấy hết rồi mình có 7 triệu thì mình chuột cuốn sổ lại. Là mình không được lãnh tiền không có được gì hết. Bình thường là tháng nhiêu? Thì mà là 730 ngàn. Bé lãnh tháng 730 là nó lên á, cái tiền nó đang lên á, tiền à... tiền ta nhà nước cho đang lên là mấy 730 ngàn. Có nghĩa là 730 ngàn đó là anh cầm cái cuốn sổ đó, cái là cái người kia ta lãnh luôn. Dạ, ta lãnh hết rồi. Ta lấy cuốn sổ đó người ta lãnh. Mình ủy quyền cho người đó chứ không ủy quyền là không, người ta là không lãnh được, mình ủy quyền người ta mới nhận được. À... là anh cầm cuốn sổ nó gần 2 năm rồi đó mà chừng đâu có tiền đâu, chừng ta lãnh hoài đi, chừng nào có tiền thì chuột. À... tới sổ còn cầm xe cầm nhà bán luôn thì khổ, mà nói chung là khổ rồi. Mình phải có gì cầm ra thì lúc đầu còn đi làm điều thì mình thấy cũng đỡ, còn tới cuối cùng mình cũng sức khỏe thì nói chung là cũng hơi yếu chứ không phải là mình nói. Nhiều khi làm 5-7 bữa mà liên tục lần là bắt đầu về thở không nổi, tay chân giọt bẻ cứng hết trơn. Thì nó nặng so với người lớn tuổi. Thì... hôm nay thấy bàn thờ của chị đồ được nhiều quà cả. Quá xuống hả? Nhiều lắm rồi, xuống trái cây rồi mình đem qua mình xuống hết rồi. Tại vì nó... À... thì bữa Bùi Hồ nói là em chừng nào xuống là thấy bàn thờ của chị hoành tráng mà được. Bây giờ trái cây rồi với bờ bưởi rồi đem xuống hết rồi. Chắc chị linh thiêng á. Chị linh thiêng nên là nữa là cô chú anh chị ủng hộ rất nhiều luôn. À. Chị cũng thấy khổ nữa. Hôm bữa cũng có chú Lâm ấy. Chú nói chú gửi một ít về xong mua gà cúng mẹ. Chưa, chú nó chưa gửi. Chú nói gì? Nói thôi, mới nói thôi chứ chưa có gửi. Là mua gà cúng mẹ. Dạ. Là kia nấu cơm. Rồi mua nguyên con gà đó cúng cho vợ em, là cũng như nói là anh á, là em phải mua gà, anh gửi tiền về mua gà, mua nấu cơm cúng. Ừ. Đó. Mà để nguyên con gà nha, chứ không giao chặt ra không gì nha, người ta cũng rồi, cũng có tâm linh đó. Gà chiếu cánh thôi á. Dạ đúng rồi. Cúng mùng 3 thôi. Không, chừng nào ổng gửi tiền về là cúng rồi là nào cho ảnh thấy là được rồi, mà mình đâu có kết bạn nha, đâu cho ảnh thấy. Lần này hai anh em mình đi xuống thì khác với lần trước nhiều ha, gia đình đã vui vẻ hơn rồi, hơn không có khóc nữa rồi. Nếu khóc nữa em sao chịu nổi nữa mà để đâu có gì cứ nói với chú, đâu có gì đâu. Có khi nào thấy được giúp ba mẹ gì đêm khóc thầm không hơn? Ừ. Ừ. Cũng có. Ừ. Mà cũng ít. Ừ, có gì thì cứ nói với chú có gì đâu. Lúc trước thì khóc nhiều ha. Ừ, hết rồi, hết lợp như chai luôn rồi. Nói chung cũng bị lài lắm rồi. Mà sao lúc nào con cũng buồn buồn, nơi mắt con nó có gì đó muốn nói với các chú hả? Dạ. Không hả? Vậy rồi thì chú Bảy Đờn cũng có gửi tiền đây ấy để mà gửi tiền, chú Bảy Đờn ở Mỹ á. Dạ. Cũng nói là gửi mua cho các bé đồ quần áo hết. Hôm nay Tết rồi, có chút Tết cũng năm mới rồi, gọi hết Tết rồi, chuẩn bị bắt vào cái công việc mới thì con có chút gì cho các chú không? Dạ, con chúc các chú năm mới ấy vui vẻ, an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, tiền vô như nước sông Đà, tiền chảy như cà phê, vạn sự như ý, làm ăn phát tài, phát lộc, làm ăn như ý. Dạ, cảm ơn. Sao biết nước sông Đà nữa? À?
Ờ quên đó, các chú tính hỏi con là con đi học vậy á thì cô đồ có gặp cái đoạn clip con quay lên không? Các bạn đồ á? Dạ cũng gặp. Gặp hả? Cô có nói gì không? Dạ không. Các bạn? Các bạn cũng không, tại các bạn cũng biết nhà con nghèo. Dạ hả? Ừ. Từ đó, từ ngày quay clip vậy thì các bạn có cảm thấy là đồng cảm con nhiều hơn không? Nhất có. Ừ. Như thế nào cơ thể cho các chú nghe được không? Các bạn cũng đồng cảm với con, các bạn không có làm cái gì con, không có xem thường con. Ừ. Mấy cái lớp khác cũng có mấy bạn nghèo mà cũng được quay phim ra như vậy lắm mà. Mấy bạn kia cũng nói này nói nọ các bạn đó. Ừ. Nên ở trong lớp con mấy bạn hiền hiền luôn mà chứ không có ai. Ừ. Dạ. Có bạn nào chọc nói con mít ướt khóc nhiều không? Ừ. Trên lớp không ai chọc cũng. Dạ. Yeah. Hào có chút mấy cô mấy chú gì đi Hào. Con không nói gì cho vậy. Chúc mấy cô mấy chú năm mới. Chúc mấy cô chú năm mới. Lấy tay xuống. Làm ăn phát tài phát lộc. Sự như ý. Ông Hào không có ai hẹn quá. Hưng là lanh hơn. Bây giờ 19 tháng. Làm nghỉ đi làm ấy luôn hả? Nghỉ cũng đi làm. Đi làm hồ là cái ấy rồi giữ xe thì hai đêm ba đêm đi giữ một đêm hai đêm ba đêm giữ đêm bây giờ nó giảm lại như không phải như chập tết giờ hai đêm mới mình đi đêm chú không kiếm cái chỗ giờ bảo vệ nhưng mà làm tháng luôn á chú tiền mà làm tháng thì đâu có tiền đâu để xây tới tháng nó mới cho ứng tiền tới tháng nó mới trả tiền làm ngày gì giải chi tiêu ra vô đúng làm ngày thì lấy ngày nào mình về mình chi cho con ngày nấy rồi ăn uống trong nhà sao anh không đi bán vé số anh thầy. Nói chung á, cái vé số này á, cũng hên xui đi mà. Tại vì bây giờ nó quá trời dân thất nghiệp như ăn như này. Nó đi bán đủ chỗ hết trơn. Bán nhiều quá đúng không? Bán nhiều quá. Người bán nhiều hơn người mua nữa. Nhưng khi sợ bán không lợi nữa. Sợ ấy cái... Đó ôm lại cái rồi làm vốn luôn thì và tiền đâu mà bắt đầu trả người ta. Ờ, mà đôi khi anh Thủy, người ta thấy anh Thủy còn mạnh khỏe, còn người kia người khác thì nó bị khuyết tật đó. Ta đi xe lăn, người ta đồ này nọ đó, còn mình... Hăng biết kiểm tiền được không chứ? Tiền nó biết mà nó biết đếm, nó biết tiền. Con có ý kiến gì cho Hăng bán cái số đồ ngày? Thôi bị người ta giật hết trơn luôn à. Nó thấy đeo cái cặp mà nó đi chơi nó đeo cái cặp rồi cho nó 20.000 á, nó chạy bỏ một cặp, còn sợ bị người ta giật nữa. Nói chung là nít nguy hiểm lắm. Chứ bây giờ mà đưa này đi là không còn xu luôn á, về có môn mang nợ luôn. Rồi hôm nay thì đến đây với gia đình của mình đó thì coi như cuộc sống cũng như gần như là sang một cái trang mới rồi. Mẹ thì con nói với mấy chú thì những cái ước muốn á mẹ thì mẹ cũng vui vẻ để mà chắc mẹ cũng an nghỉ để mà ủng hộ con nên cố gắng vượt qua. Thì hương hồn của mẹ chắc cũng rất là vui cũng như anh á. Coi anh cố gắng là chỗ dựa vững chắc tinh thần để cho các bé nha anh Thủy. Ờ, thì hôm nay tụi em đến đây á, ngoài cái việc là thăm lại cái cuộc sống của gia đình mình, được nghe mình chia sẻ rằng được cô chú anh chị hỗ trợ cái số tiền để mà ăn Tết, mua quà cho các bé rồi cho vui chơi những ngày Tết để cùng như các bạn để có một cái Tết nó sum vầy hơn thì cũng đã được rồi. Thì số nợ còn lại thì cũng mười mấy triệu nữa là hết rồi. Thì hôm nay em đến đây á, thì em thay mặt cho chị Châu vợ anh Sơn ở Mỹ á là ủng hộ 2.300.000 đồng là 100 USD á chuyển từ Việt Nam về. Thứ hai là một cái anh giấu tên ở quận 7 là 1.000.000 đồng. Thứ ba là cô Nguyệt ở đường Phan Đăng Lưu quận 7 là 1.500.000 đồng. Thứ tư là chị Trang ở Mỹ là 4.000.000 đồng. Thứ năm là cô Suli Hoàng ở Mỹ là 200 USD. Tổng cộng số tiền hôm nay em trao cho gia đình của mình á là 13.460.000 đồng. Trước đó thì cũng là có một cái cô giấu tên ở Mỹ là cũng đã gửi cho gia đình của mình 3.000.000 đồng á. Thì cái cô đó cũng tí xíu nữa thì Đạt cũng sẽ công bố luôn.
và em sẽ trao cho mình là 13.460.000 đồng, em sẽ trao cho mình là 13.500.000 đồng. Đây là cái số tiền ngày hôm nay em gửi cho gia đình mình, do là cái thời gian cận Tết là nữ các anh em sắp xếp cái công việc không được á, nên là nữ không có xuống để mà gọi là trao tiền kịp cho anh, tại em còn cái công việc nữa. Mà nghe anh nói vậy tụi em cũng an tâm hơn, nên hôm nay cũng có dịp về đây thì xuống ghé gia đình của mình luôn. Em gửi cho anh nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Đây, 13.500.000 đồng. Đây là các cô chú anh chị mạnh thường quân mà em đã đọc tên, cũng như là các cô chú anh chị đã ủng hộ anh trước đó, và tất cả các cô chú anh chị đã xin cái em cái số điện thoại của anh cũng như là số tài khoản của anh á. Thì mong gia đình mình sẽ cố gắng vượt qua khi được mọi người cô bác quý anh chị chung tay như thế này. Thì chắc có lẽ là anh sẽ có lời nào, anh với gia đình sẽ có lời nào nói lời cảm ơn đối với mạnh thường quân ha. Trước mắt thì tôi là cha của ba đứa bé thì cũng có đôi lời gửi đến những anh chị em trong và ngoài nước của là mạnh thường quân. Thì nhiều khi tôi không có cái là cái nhiều khi nó mừng mừng rồi có cái là có những cái chuyện gì sơ sót hay là những lời nói gì, mong các nhà mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng bỏ qua và thông cảm cho gia đình. Thì cuối năm đầu năm gia đình cũng cầu chúc cho anh chị vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào và an khang thịnh vượng. Em cảm ơn rất nhiều. Hân. Dạ, ơn chúc con các mạnh thường quân năm mới vui vẻ, làm ăn phát đạt, phát tài, phát lộc, vạn sự như ý, làm ăn như ý. Tiền vô đi nước không đà, tiền chảy như cà phê, thì tiền vô đi nước bước biển. Nhớ con cảm ơn mấy cô. Nói lời cảm ơn đi con, nói lời cảm ơn đi. Con cảm ơn. Giờ con cảm ơn mấy cô mấy chú. Thôi, gia đình sau đây thì sẽ đạt, sẽ cung mối cái số tiền ủng hộ luôn là của cô chú anh chị cũng mười mấy triệu nữa hết đạt ha. Thì để gửi cho anh thì cũng chân thành cảm ơn cô bác với anh chị đã cùng chung tay ủng hộ cho gia đình của anh Hưng, gia đình của anh Thủy cũng như là ba anh em của bé Hưng có một cuộc sống nó sang trang mới như ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác với anh chị. Cảm ơn cô bác với anh chị rất nhiều ạ.